Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog. Trời ơi, hai cô xách một bịch bự chà bá luôn cô chú anh chị ơi. Hai cô đang vô. Bao bưởi luôn. Rồi à, cô, con chào cô. Phượng hồng. Ông Phong 61 rồi. Sáng giờ ông hút wheel của tôi hết rồi. Ông Phong 61. Ông trả wheel lại cho tôi. Sáng giờ tôi không có miếng wheel nào luôn, ông hút wheel hết luôn. À, cái này ai cúng cái gì nè. Trời ơi bưởi. Quá trời bưởi luôn. Cái đây bưng bưng để bàn lớn luôn. Bưng cái bàn gì luôn. Đem bưng cho. Bưng bưng bưng. Bưng bưng bưng. Để mà cái luôn nha. Này ai mà lai lại không? Hai mâm người luôn. Em đang mang này để lại đây. Nó lạc nha. Để lại đây đây cho điệu. Đúng rồi cho điệu. Em này có hình nữa ta. Bên đây. Rồi mới đây 600 mấy. Nói vậy không? Lai gì dữ vậy chú? Lai ở nhà là 3000 mấy. 3000 mấy luôn hả? Chửi người ta vô mới 3000 mấy thôi. Lai người ta khoái chửi người ta lắm vậy. Chứ anh em dễ thương là có ai chửi đâu. Trật tự ơi, trật tự ơi. Quá trời không? Bởi bạch đằng. Quá trời bưởi luôn rồi cả nhà. Mấy cái nhang ngọc ơi. Đây, cái cây mới giờ này mà trái cây bánh trái ở đây luôn rồi. Bây giờ lên tẩy gì mà. Nha 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 không à. Cái chị này là Tâm Sư Phố giật nè đúng không? Mà đâu đổ thường người ta cấp hình của cậu Năm đó. Cũng may là lên đến chín đó. Thì ông Loan cho người ta mà dám nói là vô đây cấp hình của cậu Năm đem về. Trời ơi, bữa nay gà đông gà nghe mộ cậu bích chịch tích luôn. Các bạn thờ. Mình đi ông đi ngã. Kẹo Út ca, Út hát tặng cậu bài đi chị Út. Hát bài đã ha. Ờ. Quá đông luôn cô chú anh chị ơi. Nè, Tâm Sư Phố giật cái chị này ăn cắp hình của cậu Năm nè. Của cậu Năm. Anh ta vô ta chửi quá trời luôn. Mà thật ra là chị không loan cho. Đúng rồi, chị không loan cho. Nói với, đứng kế anh đó mà nói với chú Tiểu. Nó nhỏ với chú Tiểu, nó thôi cho chị là fan hâm mộ của chú Linh. Là chị này chị đem cuốn album nhỏ lên cho cậu nè. Đúng rồi, cuốn album của album nhỏ hình đó. Anh Lê Hoàng đó. Chị đó là cuốn của chị của đó. Chị đó. Mà, sao cũng mắc luôn cái gì á? Mắc luôn rồi. Không có chị lấy về. Chị đem lên xong chị lấy về lên cho coi thôi rồi lấy về. Anh như đem hình luôn nè. Đem hình của chú gì vậy? À, đem hình nè. Mẹ. Cái hình này đợt trước chị đem lên đúng không? Hình nào? Cái tấm hình cuốn album á hồi đợt trước á. Em nhớ chị có lần đem cuốn album lên cho coi đúng không? Ừ. Cuốn album mà hình hồi xưa cậu cái
cái cuốn anh bơm đó là cuốn nhỏ, còn cuốn lớn, còn cuốn này cuốn nhỏ. Ồ, hình của chú cho em coi cái tấm bự đi vậy. Để em coi tấm bự chú mình ra. Ồ, mình với cô Tài Linh. Ồ, quá đẹp nha. Ai chụp tới ai? À, cô Tài Linh với chú là phải nói là lấy đi nước mắt của mẹ với mình nhiều lắm á. Mỗi một cõi tù nào cũng đều là mẹ mình đều khóc với cô Tài Linh. Mà cô Tài Linh hay nha, nói sao cô cũng khóc được ha. Đóng vai nào cô cũng khóc được luôn á. Nhớ chút trả lời nha. Trả. Thôi giờ trả liền luôn nè chị. Cảm ơn chị nha, tụi mình rất là đẹp luôn. Cô qua lau hình cho cậu hả cô? Rồi bữa nay chị Út mà lên mộ rồi mấy em bỏ xuống like hết đi mấy em ơi, chị không nổi với chị Út đâu. Anh Thắng chịu nổi chị Út không? Chuyện gì? Nãy nói đó. Phút nào chà bá? Ý nói chị mập chà bá. Mập đẹp. Ờ mập đẹp. Mập bụng miệng dễ thương. Hello chị Lan. Đây. Dạ con chào cô. Chào chị. Anh em quá vui quá. Rồi. Sao em kêu cô cả? Quá happy bên mộ cậu luôn. Trước. Quá trời đông rồi. Trời. Không có đứng có mới được. Ba có anh kèm của anh em mình nha. Dạ. Dạ, ba anh em mình cũng là lớn đầu tiên nhất đúng không? Đúng rồi. Rồi ba anh em hợp nhất là quý vị. Anh coi bữa nay nè, cũng còn nhiều hơn đó. Tại ba anh em mình thêm khai trương. Đúng rồi, bảo hàng khai trương. Nghĩ sao trời. Người ta ngày chính người ta mình kiểu. Mấy sao mà có em bảo hàng rồi được rồi, ba em bảo hàng trước rồi. Có Bùi Hải bảo hàng rồi. À. Cho lâu lâu cho lên cái chứ. Đã người ta đã người ta nói vậy rồi còn bắt bẻ thiệt chứ. Đúng rồi, nấu nhang tròn lên. Ủa, hình để nhỉ. Lâu lâu cho ba anh em lên. Chào ơn, cô bước lên đó luôn vậy cô. Đứng ở dưới được rồi. Tặng à, tặng kỷ niệm cả. Tẩu hả? Trời ơi, có tấm nào một mình tẩu không? Một mình cậu thì tẩu đi. Phải nha. Dạ, không sao hết. Em có ai hôm nay ký quân vàng như em ra không? Đó. Thôi nè, like tới 4 cái luôn nè, thấy dữ không? Ờ, thấy chưa? Để em nói chị nghe nè nha. Chưa gì hết là 4 cái nha, chút xíu mà chịu lon lên là phải móc cái túi nó nắm tay là 5 cái. Đó. Đâu anh móc cái túi ra nữa cái. Còn chi? Còn 2 cái, cặp là 2 cái nhỏ. Em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha.